Đấy. Nếu mà cái giá, cái nguyên giá của nó hiện tại là 100.000 đô, nhưng mà nếu bán bây giờ á, thì chúng ta được là 120.000 đô. Còn nếu như mà giữ lại để mà tiếp tục sản xuất cho 10 năm, 5 năm nữa, thì cuối năm đó mình có thể bán được với giá 10.000 đô. Rồi cái dây chuyền sản xuất mới thì có chi phí, nếu như mình mua mới á, thì ban đầu có thể mua và lắp đặt, có thể mua và lắp đặt ban đầu là 300.000 đô, dự kiến hoạt động trong vòng 5 năm, thì khấu hao theo phương pháp MACMS, thì các cái tỷ lệ khấu hao MACMS được tính như vậy. Khi hết 5 năm thì dự kiến bán được cái giá là 100.000 đô. Dây chuyền mới thì có khả năng làm giảm chi phí sản xuất mỗi năm đi 60.000. Thuế suất thuế lợi tức của Mỹ 35, suất yêu cầu là 10%. Như vậy quyết định của mình là như thế nào, có thay thế dây chuyền sản xuất mới cho dây chuyền sản xuất cũ hay là không, thì đó là cái dự án phụ thuộc, là nó yêu cầu mình đó là có quyết định là có làm cái này hay là không, hay là làm cái kia, thì nó có phụ thuộc. Thì theo như cái xây dựng cái dòng tiền á, thì mình nên xây dựng một cái dòng tiền độc lập, hai cái dây chuyền độc lập của hai phương án này, rồi sau đó mình so sánh cái dòng tiền của hai phương án này theo cái nguyên tắc của tài chính, rồi so sánh cái dòng tiền nào tốt hơn thì mình sẽ lựa chọn cái phương án đó. Thì cái tư duy thông thường nó là như thế. Nhưng mà trong cái ví dụ này á, thì mình thấy nó là rất khó để mà xây dựng được hai cái dòng tiền độc lập, mà cũng không cần thiết phải xây dựng hai cái dòng tiền độc lập như thế. Tại vì sao? Tại vì á, là trong này mình chỉ nói tới cái việc đó là thay thế cái dây chuyền ở cũ này, mình tiết giảm được chi phí, rồi mình đầu tư đồ này kia, nó nhiều hơn hay nó ít hơn so với cái phương án cũ thôi, chứ mình đâu có cần quan tâm tới doanh thu rồi thuế rồi chi phí rồi lãi suất đồ này kia như thế nào làm gì đâu. Đấy, nên là mình chỉ cần lập một cái dòng tiền tăng thêm thôi, những cái khoản nào tăng thêm thì mình ghi nhận, còn những cái khoản nào mà người ta không nói gì tới, ví dụ như là doanh thu nó không nói gì tới thì có nghĩa là bằng không, có nghĩa là có thay thế dây chuyền mới với dây chuyền cũ này thì cũng không làm tăng doanh thu, thì nó cũng như thế thôi, như vậy thì nó cũng không có liên quan gì hết. Như vậy mình chỉ cần lập một cái dòng tiền mà có những cái khoản mà nó gia tăng thì mình có ghi nhận thôi. Vì thế nên đó là mình trong những cái trường hợp dự án mà loại trừ như thế này thì để người ta ra quyết định nhanh đó, thì người ta chỉ cần lập cái dòng tiền tăng thêm thôi. Thì đó là cái nguyên tắc thứ tư. Như vậy thì trong thực tế thì đối với những dòng tiền độc lập đó, thì nó cũng là cái tăng thêm giữa cái có làm hay là không làm cái dự án đó. Đó. Vì thế nên là nó cũng tương tự nhau. Thì về cái nguyên tắc mà lập cái dòng tiền tăng thêm của các cái dự án loại trừ á, thì nó cũng tương tự như dự án độc lập, nó chỉ khác là bây giờ mình làm tất cả mọi thứ nó đều tăng thêm hết, nó đều tăng thêm. Bây giờ ví dụ như là để lập một cái dòng tiền bình thường NCF thì mình gồm có ICF và OCF. Như vậy thì thay vì ngày trước mình lập nó là độc lập thì bây giờ mình lập cái delta cái này thôi. Thì thực ra chỗ này cũng là delta, một cái dòng tiền tăng thêm của NCF. Rồi em đợi đi. Cái dòng tiền ICF của mình thì nó gồm có là delta tài sản cố định, có nghĩa là dùng làm cái phương án mới á, thì mình phải đầu tư thêm cái gì so với là việc làm cái phương án cũ, có nghĩa là bây giờ mình mua cái máy mới thì mình phải, đương nhiên mình phải bỏ thêm tiền mới ra, còn nếu mà mình dùng máy cũ thì đâu có việc gì mình phải bỏ thêm tiền nữa ra đâu. Rồi thứ hai đó là thanh lý tài sản cố định, thì nó đến ta được, tại vì đó là bây giờ nếu như mình làm cái máy mới á, thì mình sẽ bán cái máy cũ đi, chứ nếu như mình dùng cái máy cũ á, thì mình đâu có bán máy cũ. Như vậy có nghĩa là nếu như mình dùng cái phương máy mới á, cái phần delta
tăng thêm nhờ cái việc là thanh lý tài sản cố định. Rồi ví dụ như nếu như mình dùng cái máy mới á, thì tới cuối cái 5 năm này á, thì mình thanh lý cái máy mới này đi, so với việc là cái máy, nếu mình dùng máy cũ thì cuối cái 5 năm này mình sẽ thanh lý cái máy cũ. Thì giữa hai cái phương án này á, là nó khác nhau như thế nào? Mình thanh lý cái máy mới thì mình sẽ có một cái số tiền nó lớn hơn hay là nó ít hơn so với việc mình thanh lý cái máy cũ? Có nghĩa là nếu mình cái phương án này thì cuối cùng á, tới cái đoạn thời gian đó, cái số tiền thanh lý nó sẽ trên này là bao nhiêu, ngoài cái việc là mình dùng máy mới thì mình được bán cái máy cũ đi nữa, nên đó là nó có một cái khoản delta tăng thêm như thế. Rồi thứ hai nữa là delta vốn lưu động. Vốn lưu động thì bây giờ ví dụ như là nếu như mình làm máy mới á, và người ta nói rằng đó là nó tiết giảm chi phí cho mình, có thể thế. Thì ví dụ như là doanh thu trừ cho chi phí, trừ cho khấu hao, trừ cho lãi vay, rồi trừ cho một, trừ cho RT thuế suất, rồi cộng lại với khấu hao, cộng lại với lãi vay, như vậy thì đó là độc lập. Còn bây giờ này, nếu như mà mình dùng để tăng thêm đó, thì tất cả đều là delta hết, nếu như có những khoản mục này, nếu như có những khoản mục này delta D rồi delta Y. Như vậy đó thì có nghĩa rằng đó là nếu như mình dùng cái máy mới này á, mà doanh thu có tăng hơn không, thì chi phí có giảm hơn không, hay là khấu hao có nhiều hơn không, hay là có vay không, rồi đóng thuế có nhiều hơn không hay gì đó, thì tất cả mọi thứ mình đều tính theo cái kiểu tăng thêm như thế. Còn cái nguyên tắc quy trình đó thì mình cứ làm theo cái trình tự thủ tục và dùng tiền như thế, thì cuối cùng mình sẽ lập được cái dòng tiền gia tăng mà nó không có sót đi cái thành phần nào hết. Bây giờ thầy sẽ giải ví dụ cái bài tập 5.10 này. Bây giờ người ta nói là cái dây chuyền mình sẽ nên thế dây chuyền sản xuất mới, dây chuyền thức cũ hay là không. Đúng, mới bán cái máy chuyền cũ đây rồi mình phải thanh lý. Vì thế nên đó, là mình phải biết được đó là cái dây chuyền sản xuất cũ hiện tại nó mình đã khó khăn bao nhiêu, rồi bây giờ thanh lý như thế nào, rồi ra sao. Rồi đối với dây chuyền sản xuất mới thì cũng tương tự như thế, có nghĩa là mình cần phải có một cái bảng khấu hao rồi cái xong rồi mình cuối cùng mình mới có thể biết được là những cái loại tài sản này tới cuối cái dự án này á, mình khấu hao bao nhiêu, rồi thanh lý bao nhiêu, rồi đóng thuế hơn nhiều hay ít bao nhiêu, nên chắc chắn là phải có một cái bảng khấu hao. Cái dự án này mình kéo dài trong vòng 5 năm thì mình cứ ghi ra trong vòng 5 năm. Rồi cái này là mình ghi giá trị còn lại, đây là giá trị thanh lý như mình làm bình thường, mình chỗ này là thuế. Đấy. Như vậy thì khấu hao dây chuyền mới, còn dưới này là khấu hao dây chuyền cũ. Thì đối với cái dây chuyền mới á, thì mình thấy là cái dây chuyền giúp mới thì cái nguyên giá của nó là bao nhiêu? Nguyên giá của nó là 30.000 đô. Vậy như vậy thì khấu hao trong vòng 5 năm theo những cái chỉ số của MACRS. Như vậy thì mình cứ ghi cái chỉ số mà em sẽ để lên đây.
32%. 19,2%. 1,52. Thì bây giờ cái tuyên giá khấu hao của mình đó là 300.000 đô rồi nhân với cái tỷ lệ khấu hao đó thôi. Cái này thì theo cái phương pháp MACRS của Mỹ nên nó là người ta cho sẵn. Thế vậy tương tự như vậy cho các cái năm. Bây giờ khấu hao của dây chuyền sản xuất máy cũ. Thì dây chuyền sản xuất máy cũ của mình đó, thì cái nguyên giá của nó hiện tại là khoảng 100.000 đô. 100.000 đô. Và khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng 5 năm nữa thì có nghĩa là mỗi năm sẽ khấu hao là 20. Như vậy thì cái giá trị kế toán còn lại tính tới cuối năm thứ năm này của cái tài sản máy mới thì là bằng là 300.000 đô trừ cho tổng cộng của từ đầu cho tới cuối năm thứ năm này. Đấy, như vậy là giá trị còn lại của nó là còn 17,28.000 đô. Còn giá trị còn lại của cái máy cũ á, thì nó bằng không. Nó bằng không. Như vậy thì lúc này mình có thể bán được với cái máy cũ là bao nhiêu? À, 5 năm và có khả năng bán đi với giá là 10.000 đô. 10.000 đô. Cũng là 10.000 đô. Còn nếu như mà cái máy mới thì có thể bán 5 năm nữa thì có thể bán được với giá là bao nhiêu? Khi hết 5 năm dự tính thì bán được với giá là 100.000 đô. Đấy. Như vậy nó còn có 17 nhưng mà mình có thể bán được với giá là 100.000 đô. Như vậy thì thuế phải đóng ở cái giai đoạn này là bao nhiêu? Tính tới cuối năm thứ năm này. Và như vậy thuế thì mình lấy cái thuế lợi tức này. Thuế lợi tức này. 35% này. Lấy cái đó nhân với cái giá trị thanh lý trừ cái giá trị kế toán còn lại. Tại vì mình thanh lý mà cao hơn cái giá trị kế toán lại thì được xem như là đưa vào cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy thì mình đi vào đây. Trừ trừ 35% nhân với cái giá trị thanh lý trừ cho giá trị kế toán còn lại. Như vậy phải đóng thuế là bao nhiêu? Thì đối với cái dây chuyền máy mới thì mình đóng thuế là 28,925, tại vì thuế là số tiền phải đóng nên nó mình đưa xuống trừ ra phía trước đấy, nên nó thể hiện cái số tiền thuế phải đóng. Còn đối với cái dây chuyền máy cũ thì cũng tương tự như thế, kéo xuống là được đấy. Thì đối với máy cũ thì khi mình thanh lý được 10.000 đô thì mình phải đóng thuế thêm trường đó. Cái giá trị của nó bằng không rồi thì mình bán được với 10.000 đô. Rồi bây giờ mình tính là cái delta khấu hao. Có nghĩa là nếu mà dùng máy mới thì có mỗi năm mình sẽ khấu hao nhiều hơn so với việc dùng máy cũ là bao nhiêu. Đấy. Như vậy thì bằng này. C6 tương tự như vậy cho nó cái năm sau, tại vì mình đang tính cái đồng tiền tăng thêm nên mình không tính tổng cộng mà mình tính đơn ta.
đó là trên này khấu hao. Bây giờ mình tính mình xem cái thanh lý thì mình có thể đoán được. Bây giờ xem thử có delta vốn lưu động không, thì người ta bảo là dây chuyền sản xuất mới mà nếu như mà sử dụng thì có khả năng làm giảm chi phí sản xuất mỗi năm đi 60.000. Thì người ta chỉ nói là giảm về cái chi phí sản xuất chứ người ta không có nói về vốn, không có nói về vốn. Nên ta phân biệt chi phí vốn là nó khác nhau, cái này là chi phí sản xuất, còn vốn là cái mình bỏ ra nó khác. Đấy. Vốn thì sau khi mà xong xuôi hết đó thì mình sẽ lấy lại, còn cái chi phí đó thì nó là chi phí của hàng năm rồi, thì khi mình trả là nó đi ra luôn, nên chứ nó không phải vốn lưu động. Như vậy thì trong cái bài này á, người ta không có nói về vay luôn, có nghĩa là không cần vay tiền để mua cái tài sản mới này hay gì cả. Như vậy thì những cái khoản này á, dường như nó không có, nên đó là mình có thể lập ngay được cái bảng delta của ICF luôn. Bảng delta ICF đấy. Thì ICF thì cái thành phần đầu tư tài sản cố định, thì đây gọi là delta, có nghĩa là cái phần chênh lệch đầu tư tài sản cố định, delta đầu tư tài sản cố định. Đấy. Như vậy thì mình thấy rằng đó là nếu mình đang giả định là làm máy mới, mà mình đang tính cái phương án giả định là làm máy mới thì nó nhiều hơn như thế nào mà mình tăng thêm. Nên đó là đối với cái việc là nếu mình làm máy mới thì đương nhiên mình phải bỏ ra 300.000 đô để mua máy mới. Nhưng mà cái chỗ này năm không này mình bỏ ra 1.000.000 đô, chứ còn nếu như máy cũ thì mình đâu có cần bỏ số tiền đó. Rồi thứ hai nữa là delta thanh lý tài sản cố định. Lý tài sản cố định đấy. Thì nếu như mình mua máy mới thì đương nhiên mình sẽ bán cái máy cũ này đi, nên tự nhiên nếu mình làm máy mới thì nhiên mình có một cái dòng tiền nó như thế, chứ còn nếu mà dùng máy cũ mình không bán. Như vậy thì đối với cái máy mình dùng máy mới rồi mình bán đi thì ở thời điểm này mình được 120.000 đô, 120.000 đô, thì mình ghi là cộng 120.000 đô, 20.000 đô. Tuy nhiên á, thì mình thanh lý thì đương nhiên mình phải đóng thuế, delta thuế, thuế từ cái việc thanh lý tài sản cố định. Như vậy thì cái nguyên giá của nó hiện tại đang là 100.000 đô ở thời điểm hiện tại này, mà giờ mình bán được với 120.000 đô thì cái phần chênh lệch đó theo như là phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cho cái phần chênh lệch đó. Như vậy thì mình tính y chang như kia, bằng 35% rồi nhân với cái 120.000 đô trừ cho 100.000 đô, trừ cho 100.000 đô. Như vậy thì mình phải đóng thuế là 7. Đấy. Còn liên quan tới cái việc mà thanh lý ở cuối năm thứ năm này á, nếu như mình cứ tiếp tục làm mua cái máy mới này mình làm á, thì tới cuối năm thứ năm này á, mình sẽ thanh lý cái máy mới. Thanh lý cái máy mới với giá là bao nhiêu? Với giá là 100.000 đô. Thuế phải đóng là bao nhiêu? Thì cái chỗ này á, là mình tính cái chênh lệch thanh lý chứ không phải là cái thanh lý của tài sản mới hay tài sản cũ, mà là tính cái chênh lệch thanh lý. Có nghĩa là tới cái thời điểm cuối năm thứ năm này, nếu như mình dùng cái máy mới thì mình thanh lý được giá là 100.000 đô, đối với máy nếu mà máy cũ á, thì mình thanh lý được cái giá có 10.000 đô thôi. Có nghĩa là nếu mình dùng cái máy mới này tới cái thời điểm cuối năm mình thanh lý được cái giá cao hơn nhất là được 90.000 đô, 90.000 đô. Còn còn mình đóng thuế thì nó chênh lệch nhau như thế nào? À, thì đối với máy mới thì mình phải đóng thanh lý rồi mình phải đóng thuế là 28.952, còn đối với máy cũ thì mình phải đóng thuế là 35. Vì vậy đây nó là cuối cùng á, là đối với máy mới thì mình phải đóng thuế nhiều hơn máy cũ. Chừng này đó là liên quan tới cái việc đó là thanh lý máy mới và máy cũ. Còn bây giờ tới delta vốn lưu động thì không không có, vốn lưu động không có. Rồi delta vay trả nợ cũng vay nợ không có. Vì thế nên đó là những cái khoản này là mình ghi vô để mình nhớ cái những cái này, là nếu như nó khó thì mình làm, rồi còn đang không có.
Thì bây giờ mình tính cái tổng cộng vốn là delta ICF, delta đầu tư, nghĩa là mấy mới thì cuối cùng đó là liên quan tới cái việc đầu tư đó, thì mình sẽ được nhiều hơn hay ít hơn so với cũ như thế nào này. Đấy. Như vậy đó là cái dòng tiền đầu tư. Liên quan đến đồng tiền đầu tư thì mình sẽ có cái phần chênh lệch như thế này. Đây là cái bảng delta ICF. Delta ICF. Vậy là xong cái bảng delta ICF. Bây giờ tới bảng delta OCF. OCF. Thì tương tự như thế. Của các cái năm. Như vậy thì cũng theo như cái cấu trúc mà mình làm, như vậy là delta doanh thu, rồi đây là delta chi phí. Chi phí. Và trong này người ta nói rằng đó là dây chuyền sản xuất mới có khả năng làm giảm chi phí sản xuất mỗi năm đi 60.000 đô. Như vậy thì cái mình nói về cái khấu hao dây chuyền sản xuất mới có khả năng làm giảm chi phí sản xuất mỗi năm đi 60.000 đô. Như vậy thì cái 60.000 đô này á, thì nó có nằm trong cái nó cái khấu hao nó có nằm ở trong đó không? Nó nằm ở trong đó không? Thì cái khấu hao nó cũng được xem như là cái chi phí sản xuất, mà là mình phân bổ cái dây chuyền sản xuất ra những cái sản phẩm. Nên trong này người ta nói là dây chuyền sản xuất là mình giảm chi phí sản xuất mỗi năm đến 60.000 đô, thì nó có nghĩa là 60.000 đô này nó đã bao gồm cái chi phí sản xuất đấy. Nên mình không có tính cái 60.000 đô cái chi phí sản xuất ở trong này, nên nó làm giảm cái trường đó. Còn riêng riêng cái chuyện mà cái khấu hao mà nó nhiều hơn hay ít hơn so với cái máy cũ bao nhiêu á, thì nó lại khác nữa. Nó lại khác nữa, đó là cái phần tăng của khấu hao, chứ nó không liên quan gì tới chuyện là trong cái chi phí kia có khấu hao hay chưa. Như vậy delta chỗ này delta khấu hao bao nhiêu hay ít, delta khấu còn cái kia là chi phí sản xuất nó làm giảm đi so với cái dùng máy cũ, còn cái này là khấu hao nó giảm đi so với máy cũ, chứ còn nó không có liên quan gì tới cái việc đó là trong cái chi phí sản xuất 60.000 đô này nó có cái khấu hao hay là không. Thì trong khi mà người ta nói không có nói gì ấy, thì có nghĩa là nó có khấu hao ở trong này, còn cái đây là cái phần khấu hao mà nó giảm thêm. Như vậy thì doanh thu trừ cho chi phí trừ khấu hao thì nó ra cái lợi nhuận trước thuế, chúng ta lợi nhuận trước thuế rồi sẽ ra delta thuế, rồi delta lợi nhuận sau thuế, rồi delta lợi nhuận, delta lợi nhuận và delta lợi nhuận sau thuế, rồi sẽ ra cái delta OCF, delta hoạt động. Như vậy đối với cái delta doanh thu thì trong này người ta không có nói gì về cái việc thay thế chuyện mới cho cái máy cũ thì sẽ tăng hay là giảm doanh thu cả, có nghĩa là doanh thu của máy mới trừ doanh thu của cái máy cũ thì nó bằng không, có nghĩa là không có làm gì hết. Chỉ giảm chi phí là doanh thu. Rồi delta chi phí thì trong này người ta bảo là chi phí một năm giảm đi 60.000. Như vậy cái chi phí của máy mới mà trừ chi phí máy cũ thì sẽ ra trừ 60.000. Rồi delta khấu hao, nếu mà máy mới máy cũ á, thì khấu hao máy mới cao hơn máy cũ là như thế, mình tính rồi, đây là 40, cao hơn như thế. Rồi bây giờ ra cái delta lợi nhuận trước thuế, như vậy thì cũng như thế, mình lấy doanh thu trừ cho cái phần giảm về chi phí, trừ cho
trừ cho cái phần giảm về chi phí, rồi trừ cho phần tăng của không hao thì nó ra cái phần tăng của lợi nhuận trước thuế, rồi tương tự như vậy cho đến cái năm sau. Rồi bây giờ tới delta thuế. Delta thuế đây là cái phần mà lợi nhuận trước thuế họ họ nhiều hơn hay là ít hơn so với năm trước, chứ nó không liên quan gì tới cái việc đó là cái thuế của nó bị âm dương cả. Nếu như âm thì mình không đóng thuế, nếu như dương thì mình đóng thuế, còn nếu như lỗ bị âm đó, thì mình còn chuyển lỗ sang cái kỳ sau. Nhưng mà đây á, là delta lợi nhuận trước thuế, có nghĩa là cái máy mới so với máy cũ á, thì cái lợi nhuận trước thuế nó cao hơn hay nó ít hơn thì nó dẫn tới việc mình đóng thuế nhiều hơn hay ít hơn như thế nào, chứ nó không liên quan tới cái việc đó là mình bị lỗ. Nên nó là cái con số âm 16 này á, mình vẫn tính như bình thường. Đấy. Như vậy thì mình lấy cái lợi nhuận trước thuế này nhân với cái phần thuế suất là 35% thì sẽ ra cái số tiền thuế phải đóng nhiều hơn ít hơn so với mấy cũ. Thì tương tự như vậy cho các cái năm. Đấy. Thì giống như chỗ này đó là delta thuế là trừ 56 thì chỉ có nghĩa rằng là đối với năm mới á, thì cái lợi nhuận cái delta thuế cái thuế phải đóng mình ít hơn so với máy cũ ở cái năm thứ hai này là 56. Đấy, chứ không có liên quan gì tới việc lỗ. Rồi bây giờ tới cái delta lợi nhuận sau thuế thì tương tự như thế, mình thấy mình lấy cái delta lợi nhuận trước thuế trừ cho cái thuế thì cho nó ra cái lợi nhuận sau thuế thôi, delta lợi nhuận sau thuế thì cũng giống như vậy. Cái delta lợi nhuận sau thuế này nó không có nghĩa là lợi nhuận sau thuế nó bị âm, nó nghĩa là lợi nhuận sau thuế của cái máy mới so với máy cũ thì nó bị ít hơn chừng này ở cái năm thứ hai này. Rồi bây giờ tới cái dòng delta lưu động thì tương tự như thế, mình cộng cho cái cộng lại với khấu hao như vậy thì nó sẽ ra được cái dòng ngân lưu gia tăng của hoạt động. Rồi bây giờ có được hai cái dòng ngân lưu gia tăng của hoạt động với lại đầu tư rồi thì mình cộng hai cái này lại với nhau, cộng hai lại với nhau thì nó sẽ ra được cái dòng delta của tiền thuộc. Như vậy bằng cái đầu tư cộng với hoạt động. Đấy, như vậy thì ra được cái dòng tiền thuộc cuối cùng. Như vậy đây chính là cái dòng tiền gia tăng cuối cùng của cái phương án là nếu như mình làm cái mới thì nó sẽ được nhiều hơn so với mấy cũ như thế này. Như vậy thì bây giờ cái việc còn lại là mình chỉ có việc đó là mình thẩm định xem cái dòng tiền này nó dương hay nó âm thôi. Nếu mà nó dương đó thì xem như là nó mới mới tốt hơn mấy cũ, còn nếu nó âm có nghĩa là mấy cũ nó không có bằng mấy mới. Nhưng mà nó dương hay nó âm đó, là đúng cái mức độ là khi mà mình thay thế cái dây chuyền mới này á, thì mình muốn là nó sinh lời bao nhiêu, tối thiểu bao nhiêu phần trăm thì mình mới thay, chứ chứ không phải là nó dương là nó lợi dụng nó cao hơn, mà là mình muốn là nó sinh lợi nó cao hơn. Nhưng mà cao hơn bao nhiêu, cao hơn bao nhiêu thì nó phải cao hơn tối thiểu là 10% thì mình mới làm. Thế như vậy có nghĩa là tính NPV thì nó mới suất sinh lợi tối thiểu bằng 10%. Như vậy thì tính là NPV thì nó không đưa 50 mà nó không được, mình cứ lấy cái 50 cộng lại rồi NPV với cái suất sinh lợi là 10% rồi cho cái dòng tiền đó. Như vậy sẽ bằng chỗ này, đây là NPV của nó, chúng ta đưa về cái format của nó.
52. Như vậy kiểu nghĩa là nó dương, có nghĩa là nó dương, có nghĩa là nó sinh lời được với 10% và nó còn dư ra 52 nữa. Ừ. Nên là cuối cùng là nên thay thế, nên thay thế mới mới, nên thay thế mới. Vậy đó là đối với một cái ví dụ, đối với cái dự án là nó loại trừ nhau, nó phụ thuộc theo kiểu loại trừ nhau. Nếu bây giờ mình làm cái mới rồi thì mình sẽ bán cái cũ, hoặc là nếu như mình làm một cái phương án A chứ không phải là phương án B thì mình cũng lập ra một cái dòng tiền gia tăng như thế, và rồi mình không đủ cái thông tin, hoặc là mình không có cần thiết để làm những cái gia tăng nó không có tác động, ví dụ như là doanh thu hay là chi phí hay là vay hay gì đó nó không có, thì khi mà nó không có thì mình làm một cái dòng tiền tăng thêm, nó chỉ tính tới những cái yếu tố tăng thêm thôi thì nó nhanh hơn, và nó đưa ra cái quyết định nó tốt hơn so với việc là mình cố gắng đi tìm đầy đủ thông tin, nó lập ra hai cái dòng tiền riêng biệt. Như vậy thì tham khảo một xíu là cái dự án này nó sinh lời tối thiểu là 10% thì nó mới sinh lời. Như vậy thì trong cái môn dự án này á, là nó ví dụ là cái 10% đó là suất sinh lời tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn là 10%. Như vậy thì cái suất sinh lời của dự án này nó sinh lời rốt cuộc là bằng bao nhiêu mà lại cao hơn cái suất sinh lời tối thiểu của nhà đầu tư, thì nó chính là cái trong cái sale nó là cái suất hoàn vốn nội bộ, thì mình cũng có thể tính bằng cái công thức của suất hoàn vốn nội bộ cái rất là nhanh chóng thì mình biết được là nó sinh lời bao nhiêu mà lại cao hơn cái nhà đầu tư mong muốn, thì nó sinh lời đến 20%, 20% nghĩa là gấp đôi cái suất sinh lời tối thiểu nhà đầu tư mong muốn là 10%. Vì thế nên nó là cuối cùng đó là mình quyết định đó là sẽ thay thế cái mới này, đây là một cái chỉ tiêu mà nó thay thế cho NBV thôi. Thầy sẽ gỡ lại cái màn tầm này nó đến cái rút cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần mới, cái lý thuyết của cái phần mới. Rồi tới cái phần sau chúng ta sẽ giải cái bài tập. Như vậy thì cái ta nói về cái suất sinh lợi tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn. Suất sinh lợi tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn trong ngày thì ví dụ là như thế này. M, R, ba cái số R. Như vậy thì cái suất sinh lời tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn này á, được định nghĩa là cái suất sinh lời tối thiểu của cái dự án mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được, có thể chấp nhận được. Nếu như mà cái dự án mà nó sinh lời đúng bằng với suất sinh lời này thì có nghĩa là đúng bằng với kỳ vọng của nhà đầu tư, còn nếu mà nó cao hơn cái suất sinh lời tối thiểu này á, thì NPV nó sẽ lớn hơn không, còn nếu mà thấp hơn cái suất sinh lời tối thiểu này thì NPV nó bé hơn không, thì mình sẽ không có làm. Như vậy thì khi mà mình quyết định một cái dự án gì đó và mình bảo rằng đó là tôi sẽ đối với cái dự án này nó sinh lời được 10% hay 15% hay 20% thì tôi mới làm thế này thế kia, thì khi mà mình nói như thế thì có nghĩa là mình đã tính tự tính toán cho mình trong đầu mình một cái suất sinh lợi mà nó tối thiểu như thế thì mình mới làm rồi. Như vậy thì mình tính toán nó bằng cái cách gì? Dựa trên cái yếu tố gì, hay chỉ là dựa trên cảm tính mình nghĩ như thế rồi mình nói như thế, thì thực ra mà nói thì nó để tính cái suất sinh lời tối thiểu nhà đầu tư muốn này á, thì nó có nhiều cái yếu tố để mà tác động tới cái nhà đầu tư đó, họ tính toán làm sao cái suất sinh lời đó nó cao như thế. Thì có nhưng mà có bốn cái yếu tố cơ bản, những cái yếu tố mà nó tác động rất là lớn tới cái suất sinh lời tối thiểu của nhà đầu tư đó, mà chúng ta có thể tham khảo ở đây. Mà hai cái rất quan trọng đó là cái cơ cấu nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn và cái mức độ rủi ro của dự án. Thì bây giờ mình giả sử như thế này, mình giả sử như thế này, giả sử là mình muốn huy động một cái nguồn vốn cho một cái dự án, thì mình cần có 1 tỷ, 1 tỷ. Nhưng mà 1 tỷ này á, mình phải huy động từ nhiều cái nguồn khác nhau, chứ mình không có sẵn, mình chỉ có sẵn khoảng 50% thôi, có nghĩa là 500 triệu, 500 triệu, chiếm 50%, chiếm 50%.
đó là nguồn vốn chủ sở hữu, chủ sở hữu. Còn lại là 25%, 250 triệu, 25% là mình đi vay, đi vay của cái ngân hàng A. À, khi mình vay á thì người ta cho mình vay một cái lãi suất cho vay, như vậy cái lãi suất cho vay đó là cái chi phí, là cái giá mình phải trả cho cái việc là 250 triệu này, với cái lãi suất là giả định là 17%, 7%. Rồi cái phần 250 triệu còn lại là 25%. Thì mình vay ngân hàng thì người ta không 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 cho nữa, bây giờ mình huy động bằng cái cách khác, mình phát hành trái phiếu đi, mình vay của người đầu tư đi, phát hành trái phiếu, trái phiếu thì mình phát hành trái phiếu này xong người dân họ mua, nhà đầu tư họ mua, có nghĩa là cho mình vay, tới hạn mình phải trả lại cho họ trên cái tương ứng với tờ trái phiếu đó. Thì bây giờ người ta họ mua cái trái phiếu của ngân hàng đó thì khó bị phá sản hơn là mình. Đấy. Nên đó là cái trái phiếu của ngân hàng á, ngân hàng nó cho đi vay á, bao giờ nó cũng thấp hơn cái trái phiếu mà mình phát hành đi ra hết. Phát hành đi ra mình phải trả lại cho người ta 19% đi, giả định như vậy, thì ít nhất người ta mới mua. Như vậy thì 19% này là cái giá phải trả cho việc đó là mình phải sử dụng, mình được sử dụng 250 triệu này của người đầu tư, của nhà dân. Như vậy thì thử hỏi rằng đó là cái 500 triệu này của mình, của vốn chủ sở hữu này của mình có phải trả một cái giá cho nó không? À, chứ 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 tự nhiên mình dùng cái vốn của mình mà mình lại không trả cái không có cái giá phải trả cho sử dụng cái vốn của mình thì sao? Nên đó là tại vì nếu như mình không dùng cái 500 triệu này để huy động cho cái dự án này thì mình hoàn toàn có thể dùng 500 triệu này để gửi ngân hàng để có một cái lãi suất là 15% chẳng hạn, hay là mình lấy 500 triệu này mình cho bạn bè mình đi vay thì người ta cũng trả cho mình là được 16% mà. Nên bây giờ cái mình lấy cái số tiền này để mà mình sử dụng cho mình thì mình làm cho mình làm dự án này, thì mình cái giá phải trả của việc mình lấy cái số tiền này để mình làm dự án này, mình không lấy cái số tiền này để mình đi gửi ngân hàng hay là mình cho bạn bè đi vay là bao nhiêu? Mình phải cần một cái chi phí cơ hội, một chi phí cơ hội. Có nghĩa là mình làm cái lấy cái dự án này, mình làm cho cái 5 triệu cho dự án này thì có nghĩa là mình đã mất đi cái chi phí cơ hội mà tốt nhất lại ra mình đã có, mình đã bỏ qua. Như vậy thì giả định rằng đó là nếu mình không làm cái 500 triệu này cho dự án này á thì mình có thể đi cho bạn nó vay với cái lãi suất là 15% đi, thì cái 15% này là cái cơ hội tốt nhất mà mình có từ cái việc là nếu như mà mình không có cho thằng đó nó vay mà bây giờ mình lấy mình làm dự án. Như vậy thì đó là cái cơ hội mà mình đã mất đi, đó là cái chi phí, cái giá mà mình phải trả cho cái việc là sử dụng 500 triệu này. Như vậy thì mình thấy rằng á, để làm cái dự án này á thì mình phải huy động được nhiều nguồn khác nhau, mà mỗi nguồn á thì nó có những cái tỷ trọng khác nhau. Đấy. Mà mỗi cái nguồn này á nó lại có những cái giá phải trả, những cái chi phí phải trả cho cái nguồn vốn đó khác nhau. Đấy. Như vậy thì giờ mình nói rằng đó là một cách trung bình là để sử dụng 1 tỷ này thì một cách trung bình là cái giá phải trả là bao nhiêu, thì người ta tính ra một cái chỉ số đó là chi phí sử dụng vốn trung bình tỷ trọng. Có nghĩa là trung bình không phải là mình lấy 500 triệu này, mình lấy 250 triệu này, 200 triệu này mình chia cho ba, mà là mỗi cái phần nó lại có những cái tỷ trọng khác nhau, những cái tỷ trọng khác nhau nên mình phải tính trung bình tỷ trọng. Cái chi phí mà cái gì trung bình tỷ trọng là cái chi phí sử dụng vốn trung bình tỷ trọng. Như vậy thì cái chi phí sử dụng vốn của cái 500 triệu là 15%, nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu? Nó chiếm tỷ trọng 50%, chiếm tỷ trọng rất là lớn. Rồi bây giờ tới cái chi phí của cái nguồn mà vay thì ngân hàng A là bao nhiêu? Là 17%, tỷ trọng bao nhiêu? 25%. Rồi cái chi phí phải trả cho cái nguồn vốn phát hành trái phiếu là bao nhiêu? 19%. Nhưng với cái chồng là bao nhiêu? 25%, 25%. Như vậy thì nó ra bao nhiêu?
15% nhân với 15% nhân với 50% cộng 17% nhân với 25% rồi cộng với 19% nhân với 25% không phẩy 15 nhân với 0,5 cộng với 0,17 nhân với 0,25 cộng với 0,19 nhân với 0,25. Như vậy là mình ra được là 0,165, như vậy có nghĩa là trung bình tỉ trọng của nó là cái chi phí vốn phải trả là 16,5%. Trung bình, phân tích trung bình 16,5%. Như vậy thì bây giờ mình nói rằng đó là cái dự án của mình đầu tư vào dự án 1 tỷ và nó phải sinh lời, và nó sinh lời như thế nào thì nó ít nhất nó cũng phải sinh lời, nó phải đủ cho mình trả cái tiền lãi chứ, nó trả cái chi phí sử dụng của cái nguồn vốn đó chứ, có nghĩa là nó phải bù đắp được chi phí, đó là ít nhất nó phải không lỗ chứ đã, có nghĩa là nó bù đắp được cái chi phí sử dụng vốn, có nghĩa là khi mà mình đầu tư mình làm cái dự án này 1 tỷ á, thì nó phải sinh lời cái suất sinh lời tối thiểu nào đó mà ít nhất là nó cũng phải đủ để mình trả lãi cho ngân hàng, để mà trả cho cái người phát hành trái phiếu, rồi để trả cho cái chi phí cơ hội của mình. Chứ bây giờ mình bỏ vào đây mình bỏ mình không làm giá khác mà ít nhất nó cũng phải sinh lời được chừng đó, nên cái suất sinh lời tối thiểu của mình á là cái MBR thì nó cũng phải sinh lời tối thiểu bằng chi phí sử dụng vốn. Đấy, ít nhất nó cũng phải bằng chi phí sử dụng vốn cộng với một cái phần phí suất bù đắp cho rủi ro của cái dự án này, hay phí suất bù đắp cho cái rủi ro của dự án này, thì cái phần mà phí suất bù đắp cho cái rủi ro của cái dự án này á thì nó tùy vào dự án, tùy vào cái nhận định của mỗi cá nhân, tùy vào cái kinh nghiệm, cái nhận định hay là cái tính toán của mỗi cá nhân, cái trải nghiệm, cái trực giác hay gì đó, chứ nó rất khó để mà có một cái phương pháp cụ thể để tính cái mức độ rủi ro của dự án là bao nhiêu. Ví dụ như đối với một người á thì họ kêu là mua cái miếng đất này á, thì ngoài cái việc mà trả được cái chi phí sử dụng vốn cho tôi trả được cái lãi ngân hàng á, thì tôi thấy rằng cái dự án này nó rất là rủi ro, nó rất là rủi ro, nó không có khó lên lắm, nó khó lên lắm, vì thế nên là ít nhất tôi phải, nó phải sinh lời ít nhất là phải 50% thì tôi mới làm. Như vậy thì nếu như hai người, cái ông A và cái ông B này, ông đều có một cái phương án huy động vốn như nhau và có một cái chi phí sử dụng vốn như nhau là 16,5%, thì cái ông A này ông là nhìn nhận rằng cái dự án này á nó rất là rủi ro, vì thế nên nó là để mà ông làm á thì nó phải sinh một cái mức sinh lời nó phải đủ xứng đáng để bù đắp cái rủi ro đó, như vậy cho nó là 50%. Như vậy thì cái dự án này phải sinh lời tối thiểu là bằng 66,5% thì ông mới làm. Còn đối với ông B thì khác, ông cũng huy động vốn như ông A nhưng mà ông lại nhìn nhận khác, ông lại tính toán rồi ông qua cái kinh nghiệm đầu tư, qua cái nhìn nhận thị trường, qua cái góc nhìn quan điểm của ông thì ông lại thấy thì nó không có rủi ro lắm, nên chỉ cần khoảng tối thiểu là sinh lời khoảng 30% để ông làm rồi, như vậy thì chỉ cần sinh lời khoảng 36,5% là ông sẽ làm. Như vậy thì mình thấy rằng là cái suất sinh lời tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn thì mình thấy rằng là nó không có giống nhau giữa mỗi người, mỗi nhà đầu tư, nó không giống nhau. Thứ nhất là bởi vì
hai cái. Mỗi nhà đầu tư á, thì họ có những cái phương án huy động vốn khác nhau, phương án huy động vốn khác nhau. Đấy. Bây giờ mình á, thì mình có 100% vốn chủ hữu, nhưng người ta không có đủ 100% vốn chủ hữu, mà người ta phải đi vay, người ta phải mượn, người ta phải đi này kia tùm lum, và người ta họ đi vay ngân hàng A thì mình lại đi vay ngân hàng B, hoặc là đôi lúc mình với họ cùng vay ngân hàng A nhưng mà họ được cái lãi suất nó ít thấp hơn thông qua cái mối quan hệ của họ. Vì thế nên nó là mỗi người có một cái phương án huy động vốn khác nhau, nên cuối cùng chi phí sử dụng vốn trung bình để chọn khác nhau. Và thứ hai nữa là mỗi người nhìn nhận về cái thị trường nó khác nhau, yêu cầu nó khắt khe hay là ít khắt khe hơn. Đấy. Thì cuối cùng đó là nó lại ra một cái suất sinh lời người ta đánh giá khác nhau. Giống như đó là người này họ kêu đó là cái này mà sinh lời 30% thì mới làm, như kêu thì thôi cái làm gì tới mức đó, sinh lời 20% là làm được rồi. Đấy. Nên rồi cuối cùng hai ông cũng cãi nhau, thì cuối cùng nó chẳng có giải quyết được cái vấn đề gì hết. Tại vì đối với mỗi người á, họ sẽ có những cái góc nhìn khác nhau, cái nhận định khác nhau về thị trường, và có những cái trải nghiệm, trực giác đầu tư, kinh nghiệm và lựa chọn khác nhau. Em chưa tính gì, chưa nói gì tới cái phương pháp huy động vốn nó khác nhau nữa. Vì thế nên đó là ba cái yếu tố ban đầu mà nó ảnh hưởng tới cái suất sinh lời tối thiểu mà nhà đầu tư mong muốn, là cái cơ cấu nguồn vốn là một, chi phí sử dụng vốn là hai, và cái mức độ rủi ro của dự án là ba. Rồi có một cái yếu tố nữa mà mình cần phải quan tâm khi mà tính toán cái suất sinh lời của dự án mà mình đưa vào tính toán, đó là cái sự trượt giá của đồng tiền, cái sự trượt giá của đồng tiền. Bởi vì đó là bởi vì mình thấy rằng đó là cái tiền đó, thì nó cứ trượt giá theo thời gian, rồi đôi khi nó còn giảm giá nữa. Người ta gọi là giảm phát chứ không phải là lạm phát. Đấy, rồi mà đa phần đó là nó lạm phát, tại vì kinh tế phát triển rồi hàng hóa thì nhiều rồi, rồi tiền thì in ra nhiều rồi, rồi này này nọ. Giống như là bây giờ ngoài cái tiền số ra thì tiền ảo nó cũng có giá trị, rồi rất nhiều thứ có giá trị, rồi như thế thì cuối cùng mới là tiền nó nhiều hơn lượng hàng, rồi đa phần đó là lạm phát, đa phần là lạm phát. Nên như vậy thì mình khi mà mình tính toán cái dự án á, thì mình tính rằng đó là cái dự án này nếu như mà trong vòng 10 năm nó sinh lời với cái mức sinh lời là 31,6% đó mình mới làm. Nhưng mà không ngờ là trong vòng 10 năm sau á, thì cái lạm phát rồi nó trượt giá rồi thế này thế kia á, thì về mặt danh nghĩa nó vẫn sinh lời cho mình đúng 31,6% đó. Nhưng mà khổ nỗi là 31,6% đó thì nếu mà tính ra cái yếu tố lạm phát thì so với thực cái giá vượt giá hiện tại á, thì nó tương ứng với cái lãi suất có 20% mà. Đó. Như vậy thì nếu như mà bây giờ mình đưa một cái suất chiết khấu đi vào tính toán, là mình đưa vào tính toán kỳ vọng là trong 10 năm nó sẽ sinh lời là 30,6%, rồi cuối cùng mình kết luận là mình tính toán NPV ra, mình kết luận mình thấy dương rồi nên làm thế này thế kia, nhưng mà cuối cùng trong thực tế thì nó trượt giá, cuối cùng mình lỗ. Nó lỗ không phải là do mình hoạch định tính toán cái dự án của mình nó bị sai, mà cuối cùng là nó là do lạm phát mà chưa đưa vào. Như vậy thì khi mà mình tính toán cái suất chiết khấu cho dự án, mà dự án thì thường nó kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm, có khi cả 100 năm. Như vậy thì mình tính toán như vậy, mình nhìn nhận thị trường, rồi mình dự tính tỷ lệ lạm phát hay gì đó, thì mình cũng phải nên đưa một cái yếu tố lạm phát nó vào, để cuối cùng mới là, mà thậm chí là trong vòng vài năm dự án khoảng 5 năm gì đó thì mình phải điều chỉnh nó nữa, tùy theo cái tỷ lệ lạm phát thực tế của từng thời kỳ mà mình còn phải điều chỉnh nó được. Đấy. Điều chỉnh dự án, điều chỉnh này kia để xem được nó còn khả thi không nữa, chứ không phải là dự án của mình cứ lập ban đầu rồi đó là cuối cùng trong thực tế nó thay đổi nhiều thứ mà mình không điều chỉnh. Nên đó là ban đầu khi mình đưa vào tính toán thì mình phải tính toán một cái suất chiết khấu sau đó, để mà mình tính toán rằng đó khi mà nó xảy ra cái lạm phát thì cuối cùng đó, mình vẫn được cái suất sinh lời tối thiểu là bằng 31,6%. Như vậy thì đó có nghĩa là cái suất sinh lời thực mà mình mong muốn là 31,6%, 31,6%. Tuy nhiên đó, thì cái suất sinh lời danh nghĩa mà mình đưa vào tính toán nó phải cao hơn, giả định như vậy. Ví dụ như suất sinh lời thực là 31,6% là suất sinh lời thực, 31% mà mình mong muốn, nó cao hơn nhà mình muốn làm rồi. Nhưng mà bây giờ mình tính thêm vô lạm phát nữa,
đề xuất trên lời danh nghĩa của mình ít nhất nó phải bằng bao nhiêu, chắc chắn là nó phải cao hơn 31,6% thì nó bằng bao nhiêu. Đấy, để mà cuối cùng mà lỡ mà có xảy ra lạm phát 51, 51, 3%, 52, 3,5%, 54, 4%, 56%, 50, tới 5 tới 10% đó. Để mà nó xảy ra như mình tính toán như vậy á, thì cuối cùng á, là mình vẫn còn được một cái suất sinh lời thực lợi tức tối thiểu là này. Đấy. Như vậy thì bây giờ rốt cuộc là mình đưa vào tính toán cái suất sinh lời danh nghĩa của mình là bao nhiêu. Như vậy á, thì thông qua cái những cái lạm phát mình tính toán, mình dự báo mình có được, và thông qua cái những cái công thức, những cái mô hình mà các cái nhà nghiên cứu họ nghiên cứu, họ đưa ra cái công thức để họ chuyển đổi từ cái suất sinh lời thực qua cái suất sinh lời danh nghĩa. Khi mà mình biết được cái tỷ lệ lạm phát hay là mình dự báo được cái tỷ lệ lạm phát đó, thì nó có nhiều cái công thức, và một trong cái công thức đó là cái công thức Fisher của những nhà toán học Fisher này. Đấy, thì ông sẽ dự báo được cái giá trị thực, cái giá trị danh nghĩa khi mà nó xảy ra những cái vấn đề về trượt giá rồi này kia nó là bao nhiêu. Như vậy thì trong cái công thức này á, thì IR này nó là lời thật mà nhà đầu tư mong muốn, còn cái IN này á, là cái suất sinh lời danh nghĩa mà nhà đầu tư cần biết để đưa vào tính toán trong vòng K là bao nhiêu năm, bao nhiêu năm. Còn cái IR, I1, I2, R1, R2, R3, RK này á, là cái tỷ lệ lạm phát qua từng năm nó là bao nhiêu, vân vân, nó là bao nhiêu. Để cuối cùng á, khi mình đưa tính toán á, thì cái suất sinh lời thật mà mình mong muốn của ngày hôm nay nó tương ứng với suất sinh lời danh nghĩa mà mình đưa vào tính toán, đưa vào tính toán. Còn nếu mà trong một năm á, thì mình có thể tính với cái công thức này cũng được, thì nó chính xác hơn. Nếu là đầu tư ngắn hạn, còn đầu tư dài hạn nhiều năm thì phải tính công thức trên. À, để mà có thể nhìn thấy rõ được những cái nhất cái mà đầu tư ngắn hạn, đầu tư cái tỷ lệ lạm phát và trượt giá và trước khi mà thật định như này á, mình có thể tưởng tượng là như này. Bây giờ đầu năm mình đi gửi ngân hàng 10 triệu với cái suất sinh lời mà ngân hàng cho mình á, là 5% đi, thì có nghĩa là 10 triệu mình sẽ được 50 ngàn. Ví dụ này, mình sẽ được 50 ngàn hay là 500 ngàn, 500 ngàn. Thì bây giờ tới cuối năm mình sẽ lấy 500 ngàn. Nhưng mà không may cho cái năm đó lạm phát nó lại xảy ra 10%, 10%. Thì về danh nghĩa mình tới ngân hàng mình vẫn nhận là 500 ngàn, vẫn lời là 500 ngàn. Nhưng mà suất sinh lời thật của mình á bị lỗ, là lỗ 500 ngàn, lỗ 500 ngàn. Tức là cái đồng tiền nó bị mất giá đi 10%, còn mình á thì lại lời được có 5%. Đấy. Như vậy á, thì trong thực tế cái sinh lời thật với sinh lời danh nghĩa mình cần phải tính toán qua lại sao cho nó hợp lý trước khi mình đưa ra một cái quyết định đầu tư, chứ nếu không á, là mình sẽ bị lỗ mà mình không biết. Như vậy thì bây giờ tới các cái yếu tố ảnh hưởng. Bây giờ mình lấy cái ví dụ như là một dự án có thời hạn là 3 năm, muốn đạt được lãi suất thuật là 8%, thì số chiết khấu bây giờ đưa vào tính toán là bao nhiêu để quyết định đầu tư, nếu mà biết là nó tỷ lệ lạm phát nó năm lần được là chừng này. Đấy. Chừng này. Như vậy thì bây giờ mình đưa cái suất sinh lời thực vào đây, vào cái công thức đó. Đưa cái lạm phát qua các năm mình đưa vào đây. Và theo công thức đó rồi trong vòng 3 năm thì 3 năm rất là K. Như vậy còn mỗi cái IN này là mình không biết rồi, không biết. Như vậy bây giờ thế vô mình bấm máy tính thì cuối cùng nó ra cái IN này là bằng 11,18%, đây là suất sinh lời danh nghĩa. Như vậy thì nó có nghĩa là bây giờ mình yêu cầu cái dự án này nó phải sinh lời tối thiểu bằng 11,18% để trong vòng 3 năm sau theo như mình dự tính đúng á, thì nó sẽ là lạm phát. Như vậy cuối cùng mình có được cái suất sinh lời thực mà mình thật sự mình muốn là nó tối thiểu là bằng 8% là được rồi. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là cái suất sinh lời thật, cái suất sinh lời danh nghĩa nó khác nhau như vậy. Trong mình đầu tư dự án á, thì mình muốn suất sinh lời thật nhưng mà mình đưa vào tính toán là suất sinh lời danh nghĩa. Rồi trong cái suất sinh lời đó thì mình có cái phần mình tính, đó là cái chi phí sinh vốn mình đi chọn. Thì cái chi phí sinh vốn mình đi chọn này á, thì mình có rất là nguồn, nhiều nguồn để mà mình huy động. Là giống như mình có thể nghĩ ra, thứ nhất á, là cái vốn mà mình đi vay, mà đi vay thì có đi vay ngân hàng rồi đi vay trái phiếu. Nếu đi vay ngân hàng thì mình không có tốn chi phí phát hành trái phiếu, rồi mình vay trái phiếu thì lại được cái lãi suất nó phải cao, cái lãi suất mà người trả người ta cao hơn ngân hàng. Rồi rồi cũng khi mà bất cứ cái số tiền đi vay nào thì nó cũng
có một cái vấn đề đó là cái chi phí lãi vay mình được tính là cái chi phí hợp lý hợp lệ trước khi tính thuế. Vì thế nên ví dụ như mình vay ngân hàng là 10 triệu, tới cái cuối năm đó mình tới đó mình trả là 500 ngàn, nhưng mà 500 ngàn mình này mình lại được đưa mình được lại được trừ đi trước khi tính thuế, đưa vào chi phí hợp lý hợp lệ trước khi tính thuế. Như vậy mình được giảm một cái số tiền thuế phải đóng là 20% nhân với 500 ngàn. Như vậy đó thì tính ra là cái lãi suất thực mà mình phải gánh chịu á là 500 ngàn trừ cho 20% với 500, đó mới là chính là cái chi phí thực tế mà mình phải gánh chịu đối với những cái khoản tiền mà đi vay. Đấy, như vậy thì đối với nhà đầu tư dự án thì người ta họ quan tâm đến những cái thực tế hơn, à, đó là thực sự là mình phải gánh chịu chi phí, phải gánh chịu bao nhiêu, nên mình phải quan tâm đến những cái khoản tiền vay nó như thế. Rồi thứ hai đó là cái mình đi vay rồi thì hết hết có thể vay rồi thì mình chỉ có thể huy động nhà đầu tư, nhà góp vốn. À, thì cái nguồn vốn mà cái nguồn vốn mà mình huy động mình kêu gọi người ta thì có ba hình thức để mà mình kêu gọi. Thứ nhất đó là kêu gọi cái nhà ưu đãi, cái cổ phiếu ưu đãi mà các phát hành những cổ phiếu ưu đãi. Như vậy thì những cái cổ phiếu ưu đãi đó thì họ mua rồi mình thống nhất trên cái cổ phiếu ưu đãi là cái cổ phiếu ưu đãi đó, cái cổ tức đó mình sẽ trả cho họ ổn định qua từng năm tùy theo cái tình hình kinh doanh. Nếu mà nó chỉ cần có lời thôi là ổn định, còn lời nhiều hơn nữa thì cũng trả chừng đó, mà có lời ít hơn nữa cũng trả chừng đó, với điều kiện là đủ tiền để trả. Với điều kiện là đủ tiền trả. Còn cái nhà đầu tư thường á, còn cái nhà đầu tư ưu đãi này á, thì tức là nhà đầu tư ưu đãi này họ được trả một cái số tiền ổn định như thế, dù cho kinh doanh có hiệu quả hay rất hiệu quả hay là có hơi tệ hại một tí thì họ cũng được trả một số tiền ổn định như thế, miễn là có đủ tiền để trả. Họ được cái ít rủi ro hơn. À, tuy nhiên thì họ có cái không có cái quyền được được ngồi vào cái biểu quyết trong cái cuộc họp hội đồng quản trị, không được biểu quyết. À, còn những cái nhà mà nhà đầu tư cổ đông thường họ được góp vốn thường thì họ sẽ phải chịu một cái rủi ro, đó là nếu như công ty làm ăn thua lỗ thì họ được chia ít, chia sau với nhà đầu tư ưu đãi. Còn nếu như mà được làm ăn có lời á, thì họ được chia nhiều hơn tùy vào cái mức độ sinh lời đó, và họ được quyền biểu quyết, được quyền tham gia vào các cái quyết định điều hành chiến lược của công ty. Tuy nhiên á, thì cái ông mà đang quyết định cuối cùng là cái ông có nắm cái cổ phần lớn nhất, được gọi là chủ tịch hội đồng quản trị. Chứ còn mình nhỏ bé mình mua vài cái vớ va vớ vẩn thì được mang tiếng là có quyền biểu quyết ấy. Thế nhưng mà là biểu quyết thì nó chả nhầm nhò gì ông chủ, nhưng mà là ông chủ nhỏ bé. Rồi cái thứ hai đó là cái việc mình kêu gọi cái nhà đầu tư, nhưng mà cái việc mà mình kêu gọi nhà đầu tư, kêu gọi cái nhà đầu tư mới góp vốn vô á, thì liên quan đến việc mình phải phát hành cổ phiếu mới, liên quan tới chi phí phát hành. Còn đối với cái vốn cổ phần mà mình bổ sung lại, mình kinh doanh có lời xong rồi mình bổ sung lại vào vốn của công ty thì nó tích lũy lại vào giá trị công ty, và giá trị công ty á, thì nó lại thể hiện qua cái giá trị của cổ phiếu, của cổ phần, của cổ đông. Như vậy thì nó cái nguồn gốc của cái nguồn vốn đó liên quan đến việc là kinh doanh có vốn giữ lại để tái đầu tư, chứ không liên quan tới việc là kêu gọi thêm nhà đầu tư mới. Đấy. Thì đó là nó có những cái loại nguồn vốn như thế. Thì cái loại mà giữ lại để tái đầu tư này thì mình không có tốn cái chi phí phát hành, tốn chi phí phát hành. Như vậy thì dù cho cái kiểu huy động vốn nào đi nữa thì mình cũng phải tính ra được cái chi phí sử dụng vốn của từng cái loại đó để mà mình đưa vào cái tính toán cho cái chi phí sử dụng vốn của mình tiêu chọn, và để cuối cùng mình tính toán được cái suất sinh lời tối thiểu mà mình mong muốn để đầu tư. Còn cụ thể cái công thức của từng loại như thế nào thì trong cái môn quản trị tài chính của thầy Đức thì chắc chắn là đã dạy rất kỹ rồi. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Dừng lại đây. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục những bài tập.